Tập 22. Bố nói xem, chúng ta có thể kiên trì đến lúc mẹ con về không? Có khi mẹ con cũng đang đợi chúng ta chủ động đi tìm mẹ đây. Cuộc sống bây giờ của mẹ tốt hơn chúng ta nhiều. Mẹ ở thiên đường, chúng ta ở địa ngục. Một ngày của mẹ bằng một năm của chúng ta. Không không, con trai, cuộc sống của chúng ta bây giờ không tốt, chủ yếu là vì lười. Khi người ta không bị trói buộc thì bản tính lười biếng sẽ lộ ra. Bẩn cũng được, không nấu cơm cũng được, thực ra đều dễ giải quyết. Chúng ta tìm một bảo mẫu là được rồi mà. Anh đến tuyển bảo mẫu phải không? Anh thấy tôi được không? Từng người nói, từng người nói. Con lo cho việc học tập của Thiên Vũ. Bố nó chưa bao giờ yêu cầu nó, không có chút trách nhiệm nào. Nếu không phải mấy năm nay con yêu cầu nghiêm khắc với nó, thì nó làm gì học tốt như vậy? Con vẫn không hiểu. Biên tập Phạm biết con không thể xa con, nên cô ấy không cho Thiên Vũ đến. Nó lấy con cái làm mồi nhử, con không thể mắc bẫy của nó. Biên tập Phạm không có suy nghĩ này đâu, con hiểu anh ta mà. Chắc chắn là Thiên Vũ không muốn đến. Con không có ở nhà, nó tự do lắm. Muốn xem TV lúc nào thì xem, muốn chơi game đến mấy giờ thì chơi, không ai quản. Một tháng sau, thành tích học của nó không đội sổ mới lạ đó. Bà ơi, cô ơi, cháu về rồi. Cháu gái về rồi. Bà ơi, sao mẹ cháu không đến? Hôm nay bố cháu đi công tác về, mẹ cháu đi thẩm mỹ viện làm đẹp rồi. Mẹ nói phải đi đón bố với trạng thái tốt nhất. Nào, ăn táo đi. Cảm ơn cô. Bà hỏi cháu, bố cháu đi công tác, bà kêu cháu về nhà ở với mẹ cháu. Cháu có về không? Cháu về chứ. Mấy hôm nay cháu không ở nội trú, cháu toàn về nhà ở. Vậy mẹ cháu làm gì ở nhà? Không làm gì ạ. À? Vậy mẹ cháu về lúc nào? Sau khi mẹ cháu về, có ai gọi cho mẹ cháu hoặc là mẹ cháu ra ngoài không? Mẹ, con đừng quản. Mẹ cháu và tài xế của mẹ cháu đón cháu tan học. Sau đó mẹ về nhà nấu cơm cho cháu. Sau đó mẹ giám sát cháu làm bài tập. Sau đó cháu với mẹ cùng xem TV. Sau đó là đi ngủ. Ngoài tối hàng ngày bố cháu gọi cho mẹ cháu ra thì không ai gọi cho mẹ. Mấy hôm nay mẹ cháu cũng không ra ngoài, vì có khi bố cháu lúc nào đó sẽ gọi điện thoại về. Tiểu Vũ, hai hôm nay cháu có nhìn thấy anh trong trường không? Có ạ. Cô bảo cháu ngày nào cũng đến bên phòng học của anh xem anh mà. Vậy mấy hôm nay anh cháu thế nào? Hôm qua cháu còn chưa đi gặp anh ấy, anh ấy đã đến gặp cháu rồi. Nó gặp cháu làm gì? Anh ấy hỏi cháu, cô sống ở nhà bà có tốt không? Anh ấy nói là rất nhớ cô. Vậy cháu nói thế nào? Cháu nói theo lời của bà dạy cháu. Cháu nói là cô sống ở nhà bà rất tốt, không cần làm gì cả. Mỗi tuần còn ra ngoài chơi, xem phim, đi dạo phố với bà, còn được ăn thịnh soạn, vui lắm. Tốt lắm, cháu ngoan. Vậy anh cháu có gầy đi không? Có gầy không ạ? Anh ấy gầy thành thế này rồi. Thành tích học tập của anh ấy cũng thụt lùi nhiều lắm. Anh ấy cũng không phải cán bộ lớp nữa. Thầy cô còn thường xuyên gọi anh ấy vào văn phòng để phê bình. Cô phải đi gặp Thiên Vũ. Con đi gặp Thiên Vũ. Con ngồi xuống cho mẹ. Gặp chút sóng gió là con không ngồi yên được rồi. Cô thế này thì làm được chuyện lớn gì? Tiểu Vũ đến rồi. Ông, Tiểu Vũ, buổi trưa ông nấu món ngon cho cháu. Cảm ơn ông. Nhưng buổi trưa cháu có hẹn rồi ạ. Cháu sẽ ăn ở bên ngoài. Nhìn xem, Tiểu Vũ nhà ta bây giờ có hẹn ăn cơm ở ngoài rồi. Tất nhiên rồi, có người muốn nhờ vả cháu, mời cháu đi ăn bữa cũng là chuyện nên làm. Được rồi, bà với cô nói chuyện đi. Cháu đi trước đây, đến muộn không phải phẩm chất tốt. Đi đường cẩn thận. Dân, cháu chào ông bà, chào cô. Đi từ từ thôi. Tiểu Vũ,
Bên này. Anh. Nè, anh mua cho em đồ em thích ăn rồi nè. Cảm ơn anh. Anh bảo em nói với mẹ anh, em nói chưa? Nói rồi. Em nói, anh gầy thế này rồi. Vậy mẹ anh nói thế nào? Lúc đó cô rất sốt ruột, còn đứng lên nói là muốn đi gặp anh, thật không? Ăn đi. Mau lên, ăn đi. Cảm ơn anh. Uống coca đi, vị hamburger của anh. Em cũng không lừa anh, sau đó thì sao? Sau đó thế nào? Em cũng không biết có nên nói với anh không nữa. Em nói đi. Em nói rồi, tuần sau anh vẫn mời em ăn. Nhưng bà nội cũng hứa là cho em tiền tiêu vặt. Vậy là Bà ngoại không cho mẹ anh về. Đoán đúng rồi. Anh, em thật sự không hiểu. Nếu anh nhớ cô thì anh đi gặp cô đi. Em là con gái, không hiểu đàn ông bọn anh. Đàn ông bọn anh cần thể diện. Vậy anh định mãi mãi không đi gặp cô à? Nói đơn giản là anh và bố anh thấy mẹ anh rất phiền. Mẹ anh ở nhà, anh và bố anh đều không tự do. Mấy ngày trước, bố mẹ anh cãi nhau xong, mẹ anh về nhà bà ngoại. Anh và bố anh cùng quyết định tuyệt đối không đi gặp mẹ. Ai đi gặp mẹ người đó là chó. Bọn anh phải sống cuộc sống tự do của mình. Giờ anh sống tốt lắm mà. Trời ơi, tốt gì mà tốt. Bây giờ tự do rồi, nhưng lại thấy vô nghĩa. Mà anh phải trả cái giá là không được gặp mẹ cho cuộc sống tự do vô nghĩa này. Không đáng. Bây giờ anh định làm thế nào? Anh cũng không biết. Muốn đi gọi mẹ anh về lại cảm thấy mất mặt sao đó. Không đi gặp thì anh lại nhớ mẹ. Vậy anh phải chọn một trong hai. Tiểu Vũ, em có thể nghĩ giúp anh một cách vẹn cả đôi đường không? Vẹn cả đôi đường. Đúng vậy, là cách mà cả nhà bọn anh đoàn viên mà không ai phải mất mặt cả. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Chủ nhiệm, tin cực kỳ nóng hổi. Tin tức cực kỳ nóng hổi đây. Tin tức cực kỳ nóng hổi nào? Anh nghe nói chưa? Phó tổng biên tập Lương sắp bị điều đi rồi. Phó tổng biên tập Lương sắp bị điều đi. Ai? Phó tổng giám đốc Lương sắp bị điều đi rồi. Điều đến đâu? Đến cục. Cậu ấy bị điều đến cục thì làm được gì? Nghe nói là đi làm lãnh đạo. Phó tổng biên tập Lương quen cục trưởng Tiền khi chơi góp. Họ vừa gặp mà như đã quen. Cục trưởng Tiền thấy một ngày không nhìn thấy anh ta là thấy không thoải mái, nên điều anh ta về bên mình. Tôi nói này, sao cô Châu lại biết thế? Vợ của phó tổng biên tập Lương nói. Cô thân với vợ anh ta quá nhỉ? Không thân lắm. Cô ấy là em gái của anh rể tôi. Chủ nhiệm, có một đặc vụ luôn mai phục bên cạnh chúng ta. Nào, Tiểu Lương. Tổng biên tập, tôi tự làm. Ngồi đi. Tổng biên tập, tôi thật sự không thể đi được. Anh đề bạt tôi làm phó tổng biên tập có mấy ngày. Công việc phát hành của tòa soạn vẫn rất cần tôi. Tôi không thể đi. Hơn nữa tòa soạn cũng không thể thiếu tôi. Tiểu Lương, tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu, nhưng đây là quyết định của tổ chức. Có nơi cần cậu hơn. Tôi không giữ được cậu. Nhưng tôi không nỡ rời xa tòa soạn mình, đặc biệt là không nỡ rời xa anh. Tôi cũng không nỡ xa cậu. Cậu là một đại tướng bên cạnh tôi. Cậu đi rồi, tôi còn phải tìm một giám đốc phát hành. Rắc rối lắm. Đã như vậy thì anh thương lượng với cục trưởng Tiền cho tôi lại thêm tầm một năm nữa. Ít nhất tôi phải bồi dưỡng các anh em ở phòng phát hành cho tốt. Cho dù tôi đi rồi thì họ ai cũng là người tài giỏi. Anh cũng đỡ phải lo. Tôi xin nhận tấm lòng của cậu. Tôi sẽ không đi nói với cục trưởng Tiền nữa. Anh ấy cần cậu. Tôi không thể tranh được. Tôi đã ký tên cho cậu làm thủ tục điều động rồi. Bây giờ cậu là lãnh đạo trong cục rồi.
Không phải, sau này có chuyện gì mong cậu quan tâm. Tổng biên tập, anh quá lời rồi, quá lời rồi. Cho dù tôi được điều đến cục thì cũng lắm là đồng cấp với anh. Anh, trong lòng tôi, anh mãi mãi là tổng biên tập lâu năm, lãnh đạo lâu năm, thủ trưởng lâu năm, cấp trên lâu năm. Tổng biên tập, sau này tôi không thể ở bên cạnh giúp anh, chỉ còn lão Phạm có thể giúp anh thôi. Tôi về dọn đồ đi. Anh, sau này anh cần gì thì dù phải lên núi đao, xuống biển lửa, tôi cũng không từ. Anh em tốt, cảm ơn cậu. Sao thế? Không muốn ăn à? Không phải con ăn xong rồi. Không được, ăn hết mấy món này đi. Đây là nhiệm vụ. Bro từng nói, ai nói cũng vô ích. Ăn cơm. Tôi không có quyền phát ngôn nữa à? Chuyện của Tiểu Văn tốt nhất là ông đừng nói gì cả. Tôi không nói chuyện của Tiểu Văn. Tôi nói chuyện khác không được à? Được, chỉ cần không liên quan đến chuyện của Tiểu Văn là được. Tiểu Văn, khi học đại học, con có từng nghĩ là tại sao con người lại sống? Con người đi đâu, về đâu không? Đây cũng là một vấn đề con người khổ sở suy nghĩ trong thời gian dài. Chuyện đơn giản như vậy, có gì để suy nghĩ chứ? Tôi còn có thể trả lời được. Vậy bà trả lời đi. Con người là một hơi thở, đến từ trong bụng mẹ, rồi về trong bụng. Ăn cơm. Tôi đi hâm nóng canh. Bố muốn nói chuyện với con. Đừng nói được bố. Con biết bố muốn nói gì. Bố không nói chuyện của con. Dạo này bố tra tài liệu ở trên mạng để viết luận văn. Bố muốn con giúp. Con làm gì hiểu? Tiểu Văn, con là bác sĩ. Ngày nào cũng có người sinh ra, cũng có người chết đi. Đặc biệt là tính mạng vừa ra đời đột nhiên tử vong. Bố muốn biết, có phải con rất xem nhẹ sự sống và cái chết không? Chắc là vậy ạ. Người rất xem nhẹ sự sống và cái chết sẽ cố chấp là một chuyện nhỏ sao? Con nghĩ kỹ lại đi. Cảm ơn. Anh không chịu nổi nữa. Anh muốn đầu hàng. Anh muốn đến nhà bà ngoại. Anh nghĩ dễ dàng quá nhỉ? Anh tưởng anh muốn đi là đi được à? Ngày nào bà cũng mắng anh đấy. Thật không? Em có thể lừa anh à? Bà nói anh không có lương tâm, hối hận trước khi đối xử tốt với anh. Vậy phải làm sao? Em cũng hết cách. Anh có một cách, nhưng mà em phải phối hợp với anh. Em phải làm gì? Hôm nay đạo diễn Phạm Anh sẽ cho em đóng vai nữ chính một lần. Mở cửa bà ơi. Mở cửa bà ơi. Sẽ ra chuyện rồi bà ơi. Chuyện lớn không hay rồi, sao thế? Anh bị ngã gãy chân rồi. Cái gì? Nó đang ở đâu? Ở bên ngoài chung cư kìa. Mở lên, mở lên. Mở đồ ông bà đi. Thằng bé này làm sao thế không biết. Thiên Vũ, anh, Thiên Vũ, anh. Bà ngoại, cháu bà đập ở đâu? Đây ạ, à? Đâu, đây ạ, à? Bà đừng chạm vào đâu quá. Hay là đi bệnh viện xem đi. Không cần, không cần. Đứng lên đi lại đã. Thử xem, thử xem. Cháu xem cháu kìa, thế nào rồi? Đỡ hơn rồi ạ? À? Chưa gãy xương thật không? Cháu làm bà sợ hết hồn. Cháu xin lỗi bà, cháu tặng bà cái này. Bà ơi, cháu nói bà nghe. Anh cháu vì tặng hoa mà chạy nhanh quá, vội quá.
nên mới bị ngã thế này. Bà ơi, mấy hôm nay cháu rất nhớ bà, cũng nhớ mẹ cháu. Cháu nằm mơ cũng nhớ mọi người. Chỉ là bố cháu không cho cháu về. Cháu trai, bà cũng nhớ cháu lắm. Thiên Vũ, buổi tối con muốn ăn gì? Chúng ta ra ngoài ăn. Con cứ gọi thoải mái, bố chọn theo khẩu vị của con. Nói đi, bố thỏa mãn con. Không phải chứ, con làm sao thế? Bố, tự bảo trọng đi, con không giúp được bố nữa đâu. Có việc, bố đừng gọi cho con, bố nhắn tin cho con nha. Có người đến, con cúp máy đi. Mau lên. Thằng nhóc này đúng là hay thay đổi. Thiên Vũ, Rành con. Con ngã ở đâu? Cái chân nào của con bị ngã? Nói với mẹ. Cái chân này, chỗ này hay là chỗ này? Không phải, chỗ này. Chỗ này hả? Con chắc không? Con đứng lên. Làm gì ạ? Đứng lên. Nhảy một cái. Nhảy gì ạ? Mẹ bảo con nhảy một cái. Nhảy thì nhảy. Con lừa mẹ đúng không? Ai cho con lừa mẹ? Rành con. Con không nhớ mẹ chút nào hả? Ai nói con không nhớ mẹ? Con nhớ lắm. Con nhớ thì tại sao không đến thăm mẹ hả? Ban đầu con thấy mẹ không có ở nhà con vui lắm. Con tự do rồi. Nhưng sau này con không muốn tự do nữa. Con muốn đến gặp mẹ, nhưng con sĩ diện đó. Con là trẻ ranh thì lấy đâu ra sĩ diện? Lấy đâu ra sĩ diện hả? Lấy đâu ra sĩ diện? Dù con nhỏ tuổi thế nào thì con cũng là đàn ông. Thật ra bố cũng rất nhớ mẹ. Bố con không nhớ mẹ đâu. Bố con chỉ muốn cả đời không nhìn thấy mẹ thì mới vui đấy. Đó là mẹ không hiểu bố thôi. Bố con đang bận gì thế? Bố con buổi tối không ngủ được, suốt ngày viết tiểu thuyết ở trong phòng. Điện thoại luôn để ở bên cạnh, chỉ sợ bỏ lỡ điện thoại của mẹ. Chỉ cần ngoài cửa có tiếng động thì bố con lập tức đi mở cửa, vì tưởng mẹ về. Cái điện thoại bàn nhà mình ngày nào bố cũng rút ra rồi cắm vào, chỉ sợ dây điện thoại bị lỏng. Mẹ về nhà đi được không? Về nhà. Mẹ về nhà đi, mẹ. Bố nhớ mẹ lắm. Hoa tàn còn có thể nở lại, nhưng tình cảm tình yêu giống như hai người kéo sợi dây cao su. Người bị thương thường là người không muốn buông tay.
Ông nói xem, biên kịch Phạm quá đáng đi mất. Ông nói xem nó không đến đó thì cũng nên gọi điện thoại. Nó không có lỗi, là do Tiểu Văn quậy phá. Sao nó phải đến đón chứ? Theo tôi, chúng ta đưa Tiểu Văn về đi. Cho dù nó không có lỗi, cho dù Tiểu Văn có lỗi, nó là đàn ông, nó phải đón vợ nó về. Nó hẹp hòi, y hệt bố nó, không khác gì hết. Tôi nói này, bà làm thế này không giúp được Tiểu Văn đâu. Lão Phạm, tôi nghĩ cậu cũng biết chuyện Tiểu Lương đều đi rồi. Tôi nghe nói rồi. Thực ra tôi muốn nói với cậu, cậu cũng được phê chuẩn làm phó tổng biên tập rồi. Nói thật với cậu, khi cục trưởng Tiền đòi Tiểu Lương với tôi, đã đề nghị cho cậu lắp chỗ trống. Vì Tiểu Lương làm thủ tục điều động rất nhanh, nên thủ tục nhận chức của cậu cũng nhanh theo. Nói như vậy là tôi được nhờ Tiểu Lương, không thể phủ nhận. Tổng biên tập, dạo này tôi thấy rối bời. Tôi đột nhiên không biết sống thế nào. Tôi 40 tuổi rồi, đến độ tuổi thông suốt tất cả, nhưng đột nhiên lại càng khó hiểu, không tìm được vị trí của mình. Buổi tối mấy ngày nay tôi thường mơ một giấc mơ. Tôi mơ thấy mình lang thang ở một ngã tư đường, không biết đi về hướng nào. Xung quanh toàn là tiếng còi thúc giục tôi. Tôi càng sốt ruột, càng không tìm được phương hướng. Khi tỉnh lại, tôi mồ hôi đầy đầu. Lão Phạm, tính cậu giống tính tôi, làm việc quá nghiêm túc. Thực ra tôi rất khâm phục Tiểu Lương. Thật đây, tôi quen cậu ấy lâu như vậy, tôi không biết câu nào của cậu ấy là thật, câu nào là giả. Là thật thì nghe có vẻ hơi hão huyền, nói là giả thì vẻ mặt của cậu ấy khá chân thành. Nói cậu ấy xấu xa thì thực ra cậu ấy khá lương thiện. Nói cậu ấy tốt thì có vài chỗ cậu ấy rất xảo quyệt. Đúng là một cuốn sách có ý nghĩa sâu xa. Người như cậu ấy là có tay nghề nhất ở xã hội bây giờ rồi. Chúng ta đều phải học tập cậu ấy. Tri âm, thật sự là tri âm. Thực tế, điều ở Tiểu Lương xứng đáng để chúng ta học tập nhất là cậu ấy biết rõ con đường phía trước của mình, quẩy không lang thang ở ngã tư đường giống cậu. Cậu ấy mãi mãi biết cậu ấy nên tiến về hướng nào. Anh, lãnh đạo tìm tôi có việc gì? Anh đừng gọi tôi là lãnh đạo nữa, tôi là em trai anh. Không không, bây giờ tôi càng nên gọi cậu là lãnh đạo. Cậu là lãnh đạo trong cục rồi. Anh không thể. Tùy anh, tùy anh. Chỉ cần anh vui, anh muốn gọi thế nào thì gọi. Tôi coi như là biệt danh. Hôm nay tôi mời anh đến là muốn nói với anh vài câu trước khi tôi đi. Anh, anh là người thân nhất với tôi ở đây. Thật đấy, tôi cảm thấy anh là người thân nhất với tôi. Tuy chúng ta có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng trong lòng tôi biết rõ anh là người tốt, là người lương thiện nhất. Tôi xã giao với người khác, luôn phải đề phòng người khác đâm sau lưng tôi. Nhưng tôi xã giao với anh, chưa từng thấy lo lắng. Tôi thích nghe câu này. Anh, trước khi đi, em trai dặn dò anh vài câu. Làm người thật thà không sai, nhưng anh phải biết cảnh giác. Người cầm súng đứng trước mặt anh không đáng sợ. Đáng sợ là loại người cầm dao cười đâm vào bụng anh. Cậu nói có vẻ đáng sợ quá. Đây là nhà xuất bản, không phải là đội võ công hậu cần. Anh đúng là đơn thuần, luôn mất cảnh giác. Tôi nói anh nghe, anh còn non lắm. Tôi nói anh nghe, chỉ cần anh còn sống thì đâu cũng là chiến trường, lúc nào anh cũng phải sẵn sàng cầm súng.
ở nhà cũng vậy luôn. Vợ nhất định là đồng đội sao? Không nhất định. Rất nhiều lúc vợ là kẻ địch, hơn nữa con là kẻ địch tàn ác hung dữ nhất. Anh chọc giận vợ anh thì chị ấy có thể đấu với anh cả đời. Nếu anh chọc quá đáng quá thì buổi tối vợ anh siết cổ anh còn không biết nữa. Là lời cậu nói triết lý thật. Anh, tôi không có văn hóa bằng anh, không học nhiều bằng anh, nhưng chưa chắc tôi đã ngốc hơn anh. Chỉ cần anh lơ là cảnh giác, anh sẽ phát hiện xung quanh toàn là kẻ địch. Vợ, em vợ, mẹ vợ, đồng nghiệp, anh em ruột của anh. Khi anh bị bao vây tứ phía, khiến anh mệt mỏi vô cùng. Anh phải động não, anh phải mưu mô, anh phải biến địch thành bạn. Xin cậu chỉ bảo, tôi phải mưu mô thế nào? Câu nói của Mao Trạch Đông: biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Anh muốn sai khiến ai, anh phải tìm hiểu về người đó. Đánh trắng, đánh dập đầu, anh phải hung dữ với một vài người. Anh hung dữ là họ sẽ ngoan ngoãn. Có vài người là muốn người khác làm theo ý mình, anh phải nghe lời họ, nhìn bản chất qua hiện tượng. Làm theo lời họ thì nhất định là yếu đuối, thì nhất định là thất bại sao? Chưa chắc. Anh vuốt họ một cái là họ sẽ hiền lành. Hiền lành sẽ nghe lời. Nghe lời, anh bảo họ thế nào họ sẽ như thế. Anh hiểu chưa? Thuận theo tự nhiên, không có chí tiến thủ, tư tưởng của lão tử. Được đó. Tiểu Lưu, anh quá khen rồi. Tôi mong những lời tôi nói có tác dụng với biên tập Phạm. Anh, tuy tôi được thăng chức, nhưng tôi vẫn là em trai anh. Nếu có ai ở đây gài bẫy anh, anh nói với tôi. Có thể tôi không ra mặt giải quyết, nhưng tôi nhất định sẽ nói với anh phải làm thế nào. Cảm ơn cậu. Không có gì, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Xem tôi tính sổ với cậu thế nào. Xem cậu đối mặt với tôi thế nào. Mời Văn. Cô à, cô tìm ai ạ? Biên tập Phạm có ở đây không? Cô là... tôi là mẹ vợ của cậu ta. Chào cô. Cô mau vào đi. Mau vào đi, cô ngồi đây ạ. Cô đợi nhé, cháu đi pha tách trà ngon cho cô. Không cần đâu. Phó tổng biên tập ra ngoài rồi, phải lát nữa nãy mới về. Phó tổng biên tập, cô vẫn chưa biết phải không? Chủ nhiệm được lên làm phó tổng biên tập rồi. Cô ngồi đi. Không cần đâu, tôi đi đây. Cậu bạn, cậu đừng nói với nó là tôi đến đây. Nhờ cả vào cậu. Tạm biệt. Đến đây, đến đây. Cô về rồi. Về rồi, về rồi. Bà đi đâu vậy? Không hay rồi, không hay rồi. Tiểu Văn, con mau về đây. Xảy ra chuyện lớn rồi. Con mau về đi, mẹ đợi con ở nhà. Rốt cuộc làm sao thế, xảy ra chuyện lớn gì? Biên tập Phạm làm phó tổng biên tập rồi. Thảo nào cậu ta cứ ngó lơ chúng ta. Ranh con. Tất cả bình thường. Phản ứng của cô thế nào? Là toàn thân yếu ớt, luôn buồn ngủ. Buồn ngủ thì đi ngủ đi. Muốn làm gì thì làm. Được. Đúng rồi chị dâu, Tiểu Lượng nhà chúng tôi sắp được điều đi rồi. Điều đi đâu? Nghe nói điều đến cục. Vậy thì tốt rồi. Là Sông Hỷ Lâm Môn. Cô mang thai, chồng cô lại thăng chức. Chúc mừng, chúc mừng.
Thăng chức có gì tốt, tôi không muốn anh ấy thăng chức đâu. Chị biết không chị dâu, từ sau khi tôi mang thai, anh ấy ít về nhà lắm. Ngày nào cũng ngồi làm việc ở tòa soạn, hoặc là chờ góp với lãnh đạo, hoặc là đi công tác với lãnh đạo gì đó. Nếu anh ấy đi làm ở trong cục thì tôi còn không nhìn thấy bóng anh ấy đâu đó. Tối qua tôi còn nói với anh ấy, nếu anh ấy thích lãnh đạo thì sống với lãnh đạo luôn đi. Nếu anh ấy sống với lãnh đạo thật thì cô sẽ nhớ anh ấy chết mất. Tôi nhớ anh ấy làm gì? Trước kia tôi nhớ anh ấy chỉ là vì trong nhà trống vắng quá, tôi không muốn ở một mình. Bây giờ tôi mang thai rồi, ai còn nhớ anh ấy nữa? Thì ra cô nhớ anh ấy là để giải khuây cho cô à? Đúng vậy, bây giờ tôi có con rồi, tôi cần anh ấy làm gì nữa? Tiểu Văn, mẹ gọi con về, gấp như vậy làm gì? Con không biết à? Biên tập Phạm làm tổng biên tập rồi, là phó biên tập thôi. Vậy là con biết rồi hả? Con biết mà. Vậy con biết rồi thì con không mau về nhà đi. Con có về nhà không liên quan gì đến việc anh ấy làm phó tổng biên tập. Con ngốc này, người ta làm tổng biên tập rồi còn không chủ động về nhà, còn đợi người ta mời con về à? Là phó tổng biên tập không phải là tổng biên tập. Mẹ phải nói gì con đây? Mẹ kiếm con có chuyện gì không? Phạm Thần à, mẹ đây. Sao lâu lắm rồi con không đến nhà mẹ? Dạo này việc ở cơ quan con hơi bận. Không thì con qua đó từ lâu rồi. Mẹ, thời gian trước Tiểu Văn sống ở nhà mẹ đã làm phiền mẹ phải không? Đều là người một nhà, con còn khách sáo gì chứ? Tiểu Văn sống ở đây, mẹ suốt ngày phê bình nó. Nó 34 tuổi rồi còn không hiểu chuyện. Công việc của con bận rộn như vậy, làm gì có thời gian dỗ dành nó. Nó còn luôn gây rắc rối cho con. Bố mẹ đều phê bình nó. Nó mới về. Sau này con phải thường xuyên nói với nó về lý lẽ cuộc sống, đừng lúc nào cũng chiều nó. Phạm Thần, buổi tối con có thời gian không? Mẹ muốn mời hai đứa ăn cơm. Có Hiểu Lệ, Tân Đồng, Toàn là người nhà thôi, con nhất định phải đến đây. Được rồi, được rồi, được. Vậy buổi tối gặp. Mẹ, ở nhà làm người phụ nữ của gia đình đúng là lãng phí. Bà già này mỗi ngày một kiểu, thật sự không hiểu nổi. Chủ nhiệm, mẹ vợ anh à? Đúng vậy. Hôm nay coi anh là cây củ cải, ngày mai coi anh là cây nhân sâm. Anh không đoán được chiêu trò của bà ấy. Tôi hiểu rồi, bà ấy vừa mới đến, khí thế bừng bừng. Bà ấy đến đây hả? Đến rồi. Nói là tìm anh. Tôi nói anh đi họp rồi. Sau đó bà ấy lại đi. Đột nhiên lại đi. Cậu nói với bà ấy chuyện tôi làm phó tổng biên tập rồi hả? Đúng vậy, tôi nói với bà ấy rồi. Thảo nào bà ấy quay ngoắt 180 độ như vậy. Tôi còn phải gọi điện thoại cho lão Phạm. Phạm Nghị Lực. Alo, lão Phạm à? Sao ông ấy cứ nghe thấy tôi là cúp máy thế nhỉ? Mẹ, uống chút nước đi. Có vấn đề à? Bố làm gì? Mà điện thoại kêu mà bố không nghe. Không nghe. Bố làm sao thế? Là con bụi già đó gọi đến. Sao bố lại không dám nghe? Chẳng may người ta có việc gấp thì sao? Bà ấy thì có việc gấp gì được. Lâu lắm rồi bà ấy không hành hạ bố. Bà ấy thấy bức bối trong lòng. Được được, con nói là bố không có nhà. Tôi nói này lão Phạm. Cô Phương, cháu là Hiểu Quang. Là Hiểu Quang à? Lâu lắm rồi cô không gặp cháu. Cô nhớ cháu rồi. Cháu vẫn đẹp trai như thế. Cô Phương, cô thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ ạ? Cô gọi có việc gì không ạ? Buổi tối chúng ta cùng ăn cơm đi. Mời nhà cháu ăn cơm hả? Sao cô nghĩ đến việc mời nhà cháu ăn cơm thế? Ăn cơm còn cần lý do gì chứ? Vốn dĩ chúng ta là người một nhà, nên qua lại với nhau nhiều hơn. Đều là ông bố của cháu. Tính của ông ấy quá quái dị. Ông ấy cứ gặp cô là thấy khó chịu.
Cháu nói xem, cô gặp ai cũng tươi cười, ai ở cùng với cô cũng đều muốn kết bạn với cô. Chỉ tại ông bố của cháu, cô không thể kết bạn được với ông ấy. Hiểu Quang, cháu không được học theo ông ấy đâu. Cháu còn trẻ, phải hòa đồng một chút. Cô Vương, cô yên tâm đi. Sao cháu lại giống bố cháu được? Cháu khác hẳn bố cháu. Alo, sao thế? Không có gì, không có gì cô Vương. Cô Vương, cháu nói cô nghe, cháu luôn coi cô là bạn. Thật đấy ạ? Cháu rất thích tính cách của cô, cởi mở, nhiệt tình. Tuy cô cũng lớn tuổi rồi, nhưng suy nghĩ của cô trẻ trung hoàn toàn khác với bố cháu. Cháu nói cô nghe, bình thường cháu luôn phàn nàn cháu sinh ra muộn quá. Nếu cháu sinh sớm mấy chục năm thì cô Vương cháu sẽ theo đuổi cô. Cái thằng bé này. Hiểu Quang, chuyện hôn nhân đại sự của cháu cứ để cô lo. Cô tìm cho cháu một cô gái vừa trẻ, vừa đẹp, vừa có tiền, lại quyến rũ. Cô Vương, cháu cảm ơn cô nhiều ạ. À, thật ạ, cô Vương, làm cháu cảm động quá. Thật ạ, thật ạ, thật ạ. Cô Vương, cháu nói cô nghe, mẹ cháu mất sớm quá. Nếu mẹ cháu còn sống, thì cháu có đến mức bây giờ vẫn không lấy được vợ hay không? Phải không ạ? À? Nhưng mà cô Vương, cháu luôn coi cô là mẹ ruột của cháu. Cô Vương, nếu cô không chê thì cô hãy coi cháu là con ruột của cô. Cháu nhất định sẽ hiếu thảo với cô. Lại là trò quỷ của lão Phạm. Bố làm gì thế? Con đang nói đến chỗ cảm động mà, sao bố lại cấp máy thế? Con muốn bãi làm mẹ, bố không muốn bãi làm vợ bố đâu. Bố nói bố kìa, bố nghiêm túc như vậy làm gì? Cô Vương nói đúng, bố quá cứng nhắc đi. Bố phải học cách giao tiếp. Bố xem cô Vương đi, chủ động gọi điện thoại mời chúng ta ăn cơm. Không có chuyện gì, sao lại mời bố ăn cơm? Quấy nói, chỉ là ăn cơm bình thường thôi, mà mới tin. Bố lúc nào cũng nhìn người qua mắt kính có màu. Cho dù bố không đeo kính, bố nhắm mắt, bố cũng biết bảy là người thế nào. Bảy mời bố ăn cơm, có khi là âm mưu gì chẳng nên. Con mụ già này, vậy tới bố không đi hả? Bố không đi hả? Bố không đi phải không? Đúng, con đi. Con cũng không được đi. Kìa, bố vô lý quá. Bố không đi, còn không cho con đi nữa. Còn nói bố nghe, mấy ngày rồi con chưa được ăn bữa no nê nào. Thật đấy, bố nói xem, cả ngày bố cứ cho con ăn củ cải với cả cải thảo. Bây giờ con nhìn thấy chuột con cũng muốn cắn một miếng. Thứ vô lương tâm này. Khi con ở nhà, bố toàn nấu một bát mì, hai quả trứng gà với nấm, rau mùi. Bố cho chó ăn à? Được rồi, con xin bố đừng nhắc đến mì của bố được không? Bố cho con ăn bát mì này 30 năm rồi, bây giờ con nhìn thấy mì là buồn nôn. Vậy cũng không được đi. Ôi trời, quấy mời con ăn cơm. Ăn cơm hả? Dở trò gì đây? Đi 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 đi. Đi 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 đi. Ranh con. Con mụ này mời bố ăn cơm, có phải anh con có động tĩnh gì không? Bố gọi điện hỏi anh con. Lão Phạm, lão Phạm, ông đến rồi. Hôm qua tôi mời ông ăn cơm, sao ông không đi? Toàn uống nhiều quá không xếp lịch được. Ôi trời, sao đột nhiên ông lại đi ăn uống nhiều thế? Tôi có một thằng con trai tài giỏi. Tôi nói bà nghe, bây giờ rất nhiều người đều biết con trai tôi làm phó cục trưởng rồi. Người mời tôi đi ăn cơm phải xếp hàng dài. Bla bla bla, không xếp được lịch đâu. Vốn dĩ tôi không định đi đâu, nhưng nếu tôi không đi thì người ta lại nói ông là bố cục trưởng kiêu căng quá đi, mời đi ăn cơm cũng không đi. Tôi không có cách nào, không đi cũng phải đi. Bây giờ tôi mới biết làm cán bộ lãnh đạo không dễ dàng. Bà nghĩ đi, người làm bố còn không dễ dàng hơn. Bà nghĩ xem làm cán bộ có dễ dàng không? Không thể ảnh hưởng đến quan hệ quần chúng cán bộ, phải đi thôi. Hôm nay là ngày vui, sẽ thực hiện được việc mình muốn. Tôi nói này bà ơi, tôi muốn đi đón bà, sao bà không cho tôi đi? Ông nói xem, ông ta có gì giỏi chứ? Nếu tôi không để mặt con trẻ tôi thì tôi thèm để ý đến ông ta. Có phải bà lại cãi nhau với lão Phạm không? Con người ông ta quá không biết điều. Tôi rất thân thiện chào hỏi ông ta, thế mà ông ta kiêu căng, sắp không biết mình hỏi gì rồi. Còn nói gì mà mọi người đều thi nhau mời bố của cục trưởng đi ăn cơm. Ông ta không đi thì không hay, không thì người ta lại nói bố của cục trưởng khinh người. Xích,